Kính chào quý vị và các bạn. Trên tay tôi là chiếc điện thoại Matgo VI5. Đây là chiếc điện thoại của hãng Matcom Việt Nam, là hãng đã nhập khẩu và phân phối các cái dòng mắt theo. Mình cũng xin giới thiệu sơ lược, đây là cái dòng Matgo này, thì nó là thuộc thương hiệu Matcom, và nó chỉ có chức năng là nhập khẩu và phân phối và đặt hàng các cái đối tác ở Trung Quốc để người ta lắp ráp theo các cái tiêu chuẩn của Matcom. Do vậy là hàng nó cũng khá là tốt. Đây là chiếc điện thoại Matgo V5. Ở trong hộp thì nó có một chiếc điện thoại. Chúng ta để riêng nó ra. Một cái thẻ bảo hành chính hãng của Matgo. Khi mua sản phẩm thì bạn được tặng một cái ốp lưng silicon, một cái miếng dán bảo hành theo máy với 3 lớp, một cái cáp nối đồng thời là cáp sạc, một cái tai nghe điện thoại, tai nghe này là sử dụng jack 3.5, một cốc sạc và một sách hướng dẫn sử dụng với các cái điểm bảo hành. Các cái điểm bảo hành, một cái đồ dụng cụ để mở sim. Bây giờ chúng ta sẽ xem về chiếc điện thoại. Các bạn thấy là chiếc điện thoại này khá là to, với nhôm nguyên khối, các bạn không thể tháo để mà lấy pin được. Đó là thiết kế nguyên khối. Đây, mặt viền máy này và cái sườn này là bằng kim loại, nắp lưng cũng là bằng nhôm. Tuy nhiên ở hai đầu máy này nó là bằng nhựa để giúp cho máy thu sóng tốt hơn. Cái màn hình này là kích thước 5 inch. Bây giờ ta sẽ thử khởi động máy cho các bạn coi. Ở phần dưới thì nó có 3 nút quen thuộc, đây là một nút tùy chọn, nút home và nút trở về. Cái Matgo V5 này được trang bị cấu hình khá là tốt. Đó là sử dụng hệ điều hành Android 5.1. Chip xử lý, bộ vi xử lý là loại tứ 1.3GHz, màn hình 5 inch, công nghệ IPS, tức là chống chói lóa và cho góc nhìn rộng hơn. Các bạn thấy là nếu mà chúng ta nghiêng góc nhìn thì vẫn là nhìn rất là sắc nét. Máy sử dụng 2 sim 2 sóng. Máy sử dụng 2 sim 2 sóng và sử dụng RAM 2GB, ROM 16GB. Nhưng mà với mức giá rẻ chưa đến 3 triệu, đấy là một trong những cái máy gọi là cấu hình khủng và giá rẻ. Đây, các bạn thấy là giao diện của Android 5.1 rất là đẹp, lướt mượt mà. Máy sử dụng 2 camera. Camera sau camera sau là 8 megapixel với đèn flash, và camera trước là 3.2 và cũng có đèn flash luôn. Đó là một cái đặc biệt của Matgo V5 này. Đây là cái cảm biến ánh sáng. Có một chức năng mà hầu hết các cái dòng máy trên thị trường không có, đó là nó có các cái tính năng cảm ứng thông minh. Ta phải vào phần cài đặt. Phần cảm ứng thông minh, ví dụ như nhấp đúc mở khóa, về O thì là bàn cây, về M là nhạc, về C là điện thoại, về Z là máy ảnh, E là nhắn tin, F cài đặt, W email. Chúng ta có thể tắt hoặc cài đặt cái này. Thì các bạn thấy là khi máy đang ở chế độ khóa bàn phím như thế này, chúng ta gõ đôi lên là máy tự động mở bàn phím. Hoặc chúng ta có thể khóa bàn phím và muốn truy cập nhanh về nhạc mà chúng ta về chữ M. Tôi về bị nhầm. Máy nó hiện tưởng là chữ Z. Chữ M nó hơi khó vẽ một chút. Đó, chữ M.
thì nó nhạt, nhưng mà ở đây không có dữ liệu. Đây là chữ C. C là contact, là danh bạ, liên hệ. Đấy, đó là một chức năng rất là khó kiếm của cái Matgo V5 này. Bây giờ chúng ta thử cả cái nó cũng sử dụng Android nên là các chức năng như bình thường. Chúng ta thử chơi game xem thử là cái mức độ nó có bứt mát hay không. Tạm dừng để test chức năng khác của máy. Như vậy các bạn thấy là game máy lướt cũng khá là tốt. Bây giờ chúng ta thử xem về tính năng máy hình. Đây là khi tôi đang quay hình này thì nó đang là ở ban đêm. Chế độ chụp ban đêm với camera sau. Nó cũng khá nét các bạn. Đây là chụp với flash và ban đêm, camera sau. Còn camera trước và chế độ flash luôn. Đấy. Chúng ta thử về tốc độ lướt web. YouTube thử một cái MV nhạc. Bài hát vợ người ta của Phan Mạnh Quỳnh. Nó vào MP3 nghe nhạc thử. Đây là âm lượng loa nghe khá là hay. Rồi, ok. Bây giờ chúng ta sẽ kiểm tra cái khay ship. Tắt nguồn máy đi để mở cái khe sim cho các bạn xem. Đây ở bên tay trái là cái khe sim của máy. Thì cái khe này nó còn để cả sim 1, sim 2 và cả khe thẻ nhớ. Đây là khe sim B nè. Đây là khe thẻ nhớ nè. Ở dưới này là khe sim A nè. Tức là nó tích hợp cả 3 vị trí vào một chỗ. Chúng ta nhét vào. Máy thiết kế rất là mỏng. Và cầm trên tay thì nó chắc. Nó độ dày của nó chỉ là 7.4 mm. Chiều dài là 142.9. Và bề ngang là 72.6 mm. Cầm cũng rất là to. Và để chúng ta sử dụng các cái tính năng như là chơi game hay là xem phim thì rất là tuyệt vời. Xin cảm ơn các bạn. Đây là cái phiên bản màu vàng.
Ngoài phiên bản màu vàng này thì nó còn có phiên bản màu đen và màu bạc. Các bạn có thể xem hình ở trên website.